Thực ra các bạn, cuộc sống này nhé, có một câu nói rất hay thế này. Là đại khái là khi mà bạn thấy cuộc sống này nó dễ dãi và nó bình thường á, là đang có vấn đề đấy. Khi cuộc sống khó khăn á, thì mới đúng là cuộc sống của bạn, là cuộc sống bạn đang có sự phát triển. Thì nghĩ một cách đơn giản này, con cá mà nó bơi xuôi dòng là gì đấy, đúng không? Nhưng mà khi nó vận động, nó cố gắng á, thì nó bơi ngược dòng mới đúng là con cá đang sống của bạn. Tại vì khi mà cuộc sống khó khăn á, nó mới rèn giũa bạn, nó cho bạn cái sự phòng thủ, nó cho các bạn sự cố gắng và sự nỗ lực và sự vượt lên mỗi ngày. Thì khi đó bạn mới có sự tăng trưởng chứ, đúng không? Nhưng mà cuộc sống giờ nó quá easy, nó quá đơn giản đi, thì chúng ta chắc chắn là sẽ y lại. Tôi cũng vậy, bạn cũng vậy, và ai cũng vậy cả, đúng không? Rồi trước đây máy ảnh là gì? Cô đắt, đúng không? Nhưng bây giờ hỏi giờ chụp hình bằng gì? 90% sẽ trả lời là gì? Tao chụp iPhone nhanh gọn lẹ, hoặc chụp Samsung, đúng không? Nên cái câu chuyện qua là gì? Bản chất khó khăn nó tạo nên cái giải pháp, và bản chất khó khăn nó tạo cho ta sự chiến đấu và sự thay đổi bản thân và refresh bản thân, cố gắng mỗi ngày, nỗ lực mỗi ngày. Một khi mọi thứ đơn giản quá thì nó đồng nghĩa việc là game sắp over rồi các bạn nha.